Hello, xin chào cả nhà nha. Rồi, em lên con đầu tiên nha cả nhà. Lên một con đỏ trước đi cho nó đỏ luôn. Rồi, Oren, Town and Country nha. Đó, con này em đang bán là 1.080.000 nha. Độ mới thì lan can luôn, mà dây đủ tay 17 nha cả nhà. Nè, có hình bát quái nè. Đó, 6 kim, bấm giờ thể thao nè. Nè, kim thể thao nè, kim thể thao nhanh nè. Niềng xoay nè, dạ quang nè, dạ quang rất là sáng luôn nha cả nhà, dạ quang sáng, mặt đỏ phong thủy, dần nè, reset nè, 1.080.000 nha cả nhà, thép đúc nha, nè, tao kinh chi nè, tất cả là thép không rỉ nè. Của Oren nha cả nhà. Size của nó là 38. Đâu, 38 chưa núm, cả núm là 42. Đó. Dây đủ tay 17 nha cả nhà. Còn rất là đẹp, thép đúc nha. Nè, em tay 17 đeo là vừa y luôn. Rất là độc, rất là đẹp luôn nha. Mặt huyết nha. Mặt đỏ. Niềng xoay 6 kim bấm giờ thể thao 1.080.000 nha, len can luôn, nguyên rin khóa hai lớp luôn. Dây đủ tay 17 nha. Đây con này thì rẻ hơn nè cả nhà, mặt xanh 980 bao ship nha. Đó, bấm giờ cũng giống như con kia là 1 trên 10. 1 trên 10, niềng xoay luôn. Dạ quang luôn. Dạ quang sáng nè. Full thép đúc nha. Dây thì cực dài luôn, đáy xoáy nha. Đó, tao là country của Oren nha cả nhà. Sản xuất tại Nhật luôn nè cả nhà. Giáp ban nè. Size của nó là cũng 38 luôn, con này thì 38.4 chưa núm, cả núm là 41.2. Dừng nè, reset nè, niềng xoay nè. Đó, 980 bao ship nha. Con này thuộc dạng hàng cổ luôn, sản xuất tại Nhật nha. Đó, có hình bát quái nè cả nhà, 980 bao ship nha, thép đúc nha. Rồi em qua con khác nha cả nhà. Em qua một con của Ý đi. Red Italy nha. 1.080.000 nha cả nhà. Ý nha. Size của nó là 45 lần cả nhà ơi, 45 chưa núm. Cả núm 50 luôn, núm là vương miện. Núm riêng, khóa riêng luôn. Italian color. Đó. Bấm giờ chạy cơ chế 5 kim. Đó. Còn mặt à. Mặt độc lạ nha, mặt xanh 5 kim không có kim dây nha. Kim dây dài là bấm giờ thể thao nha cả nhà. Đó. Dừng nè, reset nè. 1.080.000 nha. Dây da xịn luôn nha cả nhà. Bao độc luôn, size bự nha, tay anh em nào 17 đổ lên nha cả nhà, 17 đổ lên nha. Đó, mặt độc lạ luôn. Bấm giờ thể thao nè, dừng nè, reset nè. Rồi em qua con khác nha, em có một con của Ý nữa, Kogu Italy. Đó. Chạy đơn giản 2 kim thôi. Đó. Khóa bướm xịn sò, dây bao dài luôn, y như chưa cắt, siêu mỏng, 1.180.000 nha. Này cả nhà,
dây chưa cắt luôn, dây nè, không lẽ giờ đút 5 ngón tay vô vừa luôn á, là dây 22 luôn đó, khóa bướm đó, cực mỏng luôn nè cả nhà, đó siêu mỏng luôn, 1,1 triệu 80.000 nha, cực mỏng luôn, thép đúc nha, nguyên rin luôn nè, Covo Italy nè, chạy cơ chế hai kim giống như là đồng hồ cơ cả nhà đó, không cần kim dây đó chưa. Mặt rất là đẹp luôn, size đo ngang là 40 chưa núm nha đó, con này là đeo lên là hết bài nè, nó ánh ống ánh rất là đẹp nha, cọc số La Mã 1 2 3 4 5 nè, thấy chưa, của Ý nha. Rồi qua một con xịn khác nè cả nhà, Seiko Escuba 200m 808 bao ship nha, niềng xoay nè, size của nó là 38 chưa nấm nha, cả nấm là 42, titan đúc nha cả nhà, sản xuất tại Nhật, hàng cổ nha, nè, giáp ban mờ đáy xoáy dòng lặn nấm cổ chai. Đó, con này là chính xác hàng cổ luôn nha nha, à, có tăng đưa độc lạ nè, dây nếu mà kéo hết tăng đưa chắc cỡ 18 nè cả nhà, cỡ 18 nha, nguyên rin luôn, 808 bao ship nha, hàng đúng cổ luôn, đa quang rất là sáng nha, đó 808 bao ship dây nè, giống như xương cá cả nhà, rất là đẹp nha. Rồi đây độc lạ của ngày hôm nay đây cả nhà, một em đồng hồ Nhật dán bình rượu nha, size đo ngang là 42, càng là 57 nè, của Nhật nha, nội địa Nhật đó, 780 bao ship nha, xí ngầu, ba kim trên đây, vỏ trong suốt rất đẹp, xí ngầu chơi được luôn nha cả nhà, đó độc lạ, ba kim 780 bao ship nha. Rồi em có một con cũng giống vậy luôn, đây cả nhà nhìn kỹ nha, chạy ngược nha, cũng 780 bao ship nha cả nhà, đó chiếc chính nè, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, đó chạy ngược nha, kim chạy ngược nha, cũng của Nhật nè, đó, hàng nội địa Nhật nha, size đo ngang là 28, chưa nấm, cả nấm là 45, đó, dây da nè, xịn luôn, đó, 780 bao ship nha, đồng hồ chạy ngược. Rồi em có tiếp một con đồng hồ Elgin USA, đó bán cho cả nhà là 630 bao ship nha, rất là đẹp luôn, dây dài niềng xoay pin năng lượng, mặt dạ quang pin năng lượng, mặt dạ quang 630 cả nhà ơi, size 39 chưa nấm, cả nấm là 42, dây titan đúc có đời mi, dây thì cực dài luôn, dây 21 luôn á, Elgin USA còn nguyên tem nè cả nhà, nguyên tem sao đó, niềng xoay nha. Rồi đây em lên một con đồng hồ Mỹ nè, đó, rất là đẹp luôn, viền rất là mỏng, 1,1 triệu 80.000 nha, chạy cơ chế 6 kim thứ ngày và 24 giờ, mặt hai lòng,
thép đúc nha, dây bản 22, dây thì cực dài luôn, thép đúc nha, size là 41.2 chưa núm, càng là 45, chạy cơ chế 6 kim thứ ngày vào 24 giờ nha, mặt Banda. Dây nè, dây không phải nói chứ 22 23 luôn đó. Đó, cũng Mỹ nha, Ford siêu Mỹ. Đây đáy xoáy, Ford siêu Mỹ bột blue, chống nước 100m nè. Đây em có một con độc lạ nha. Đó. Dây của nó nè. Nè, cả nhà, cổ Nhật nè. Masatomo Japan. Chạy cơ chế đơn giản thôi, 3 kim. Đó, đẹp len keng luôn, dây cũng độc luôn, dây khép đúc nha, 530 bao ship nha. Vừa tròn vừa vuông. Size của nó là 35 ngang. Đó. Size càng là 39.3. Đó, rất là đẹp luôn nha. Vừa vuông vừa tròn, mặt hai lòng. Để coi có dạ quen không? Có dạ quen luôn nha cả nhà. Đó, rất là sáng nha. Lên tay bao ngầu luôn. Đó. Có 530 thôi cả nhà. Mặt hai lòng, dây thép đúc, dây cũng rất là ngầu nha. Rồi thôi qua con khác. Đây em có một con đồng hồ Seiko 6 kim nha, 880 bao ship nha. Size của nó là 38.5 chưa núm, cả núm là 40.7. Dây đề mi bấm giờ thể thao nha, 1/20 nè, đó thấy không? Dừng nè, reset nè. Còn kim dây là góc 9 giờ nữa nha. Đây còn đây là dạ quang. Đó, dạ quang cũng rất là sáng nha. Sản xuất tại Nhật luôn cả nhà ơi. Chống nước 100m đáy xoáy. Đó, mặt hai lòng. Tahimeter là đo tính vận tốc nè, 400, 300, 200 mấy nè. 880 bao ship nha, Seiko. Dây chắc đủ tay 18 cả nhà. Dây đủ tay 18 nha. Rồi. Đây, em mới về một con đồng hồ Casio Lai Multiband 6 nha. 1.080.000 nữa nha. Đó. Đèn chuông là full thép nha. Còn cả tiếng Nhật luôn. Có dạ quang luôn nha cả nhà. Đó, có dạ quang, có đèn nữa. Đó. Full thép nha. Full thép đúc, dây có đề mi nè. 1.080.000 nha. Size đo ngang là 40, còn đo chéo là 39.7 nha. Đó, rất là đẹp luôn. 1.080.000 nha cả nhà. Multiband 6. Rồi, Multiband 6 em vẫn còn 3 con này nha, cũng mới về luôn. Casio Wayfarer Multiband 6 nha. Size 40 chưa nấm. Size 40 đang có 3 màu nè, xanh, xanh dương, cọc hẳn. Còn đen và trắng là số học trò nha. Đó. Thì cũng giống như con Multiband 6 này. Thì loại này nó rẻ hơn. Đó, dây rút, đèn chuông đồ đầy đủ chức năng nha. Đó. Y như nhau. 780 bao ship nữa nha. Vâng, này là 780 bao ship nha. Đó, trắng, đen và xanh, xanh đen.
dây rút nha, pin năng lượng nha cả nhà, nó là pin năng lượng nha, mình xài hoài không cần phải sạc pin nha, không cần phải đi thay pin nha cả nhà. Đây Citigen, một em Citigen pin năng lượng luôn đó, dây rút luôn, có đầy mi luôn, 580 bao ship rồi nha cả nhà. Size là 38.5 chưa núm nha, càng là 44 đó, dây rút nha, còn rất là đẹp nha cả nhà, pin năng lượng luôn, Citigen nha. À, năm trăm tám bao ship nha cả nhà. Đây cả nhà ơi, một em đồng hồ Casio cổ đó, mặt nè, mặt 1 2 3, mặt không tròn không vuông, giống như lục giác à, không, cái này bát giác luôn á cả nhà. À, rất là đẹp, hàng cổ nha, vừa chạy hai kim với ô điện tử nha, size đo ngang là 40, hàng cổ nha cả nhà. Đây giáp ban C nè, độc lạ nha, 680 bao ship nha, hết thì mở điện tử lên, lịch vạn niên luôn, bấm giờ nè, lưu danh bạ nè, có lịch nè, báo thức nè, đếm ngược, bấm giờ thể thao nè, chỉnh kim, không có đèn nha, tại vì nó là hàng cổ như thế nha. Dây là quá đẹp luôn, dây nguyên riêng luôn, dòng data băng nha, tele memo có nghĩa là lưu được 50 danh bạ đó, dây cổ rồi đẹp keng luôn nha cả nhà, đó, hàng cổ dây là quá trời hiếm luôn. Lên tiếp một con đồng hồ Seiko nè cả nhà, Seiko nha, 480 bao ship nha, size đo ngang là 39 chưa núm nha, cả núm là 40.5, con này chắc hàng cổ sản xuất tại Nhật luôn cả nhà, Seiko nha, hai ô lịch luôn, có dạ quang thôi nha cả nhà, hai ô lịch nha, 480 bao ship nha. Đây em có một con đồng hồ Casio Overland nha, 980 bao ship nha, full titan, size 39.4 ngàn, pin năng lượng nha, có báo thức nè, có lịch vạn niên nè, có hai đèn led, đèn led trên và dưới nè đó, đèn led rồi dạ quang đó cả nhà ơi, dạ quang số học trò luôn, 980 bao ship nha. Đó, rất là sáng luôn, đèn nữa, 980 bao ship nha, pin năng lượng nha, con này sản xuất tại Nhật. Đó, em vẫn còn con đồng hồ Red nha, hôm bữa có khách đặt mà tay khách bự quá không vừa, tay khách 20-21 mà dây con này 19, đủ tay 19 nha cả nhà. Đó, đủ tay 19 thôi nha, thép đúc nha, quét từ của Mỹ, em bán 1.280.000 lên nha cả nhà, size 42 chưa nấm, cả nấm là 45.6 nè, có 4 con ốc ở đính hai cái đầu dây đó, đầu dây hai con ốc, dưới đây hai con ốc, rồi mặt trên nó niền nè, rất là đẹp luôn, 4 con ốc tiếp, còn cọc số La Mã cả nhà, rất là độc luôn. Đó, chạy cơ chế 6 kim thứ ngày và 24 giờ nha, còn rất là đẹp nha cả nhà, bán 1.280.000 luôn nha. Đây em còn một con đồng hồ Casio câu cá nha, đó, em sale cả nhà luôn, 880 bao ship nha, đo nhiệt độ nè, đo tuổi trăng nè, đo thủy triều nè, nè có mật độ cá nè, bấm giờ thể thao, điểm ngược thể thao, báo thức, giờ thế giới, chỉnh kim, xem được chừng nào trăng rằm luôn nha, chừng nào trăng rằm, trăng tròn và xem thủy triều được luôn, có nghĩa là nó dự đoán được bao giờ trăng rằm, bao giờ trăng tròn và thủy triều luôn nha cả nhà. Nè, nó có gợi ý cho mình mật độ cá luôn nha, cá chừng nào à,
chừng nào thích hợp đi câu cá này kia. Size đo ngang là 46 nha cả nhà, đèn xanh luôn, gọi là đồng hồ Casio câu cá nha. Sale còn 808 bao ship nha, nguyên riêng luôn nha cả nhà, 808 bao ship nha. Đây em vẫn còn hai con đồng hồ dây dây lụa, này là dây thép nha cả nhà, có 500 luôn, 350 bao ship, nguyên new phun bóc luôn nha cả nhà, phun bóc luôn đó. Em đi chơi bữa giờ mà pin nó vẫn còn nè, đó nè, nút cuộn xoay vật lý cũng là nút bấm trở về, còn đây là nút nguồn, màn hình thì cảm ứng kết nối bluetooth qua điện thoại hoặc qua iPhone Android gì đó. Đó, theo dõi sức khỏe, size đo ngang 39 càng 45 nha. Đó, đầy đủ chức năng nè. Đó, em có dây vàng và dây bạc nha, sale còn 350 bao ship nha, nguyên hộp free ship luôn, tặng cho cả nhà dây cao su luôn nha. Đây em có một con đồng hồ Ricoh của Nhật nha, Ricoh của Nhật, pin năng lượng nha cả nhà, 480 bao ship nha. Dây nè, có đầy mi nè, rất là đẹp luôn, hai ô lịch luôn, pin năng lượng nha, mà chỉ có 480 bao ship, size 37.3. Đó, dây này chắc cũng rất là dài nha, rất là đẹp luôn, 480 bao ship nha. Còn một em đồng hồ Casio này em bán chỉ có 350 bao ship nha cả nhà. Đèn nè, có đèn để mở ban đêm, chuông nè, rất là to, size ngang 40, dây cực dài luôn. Đó, đầy đủ, 350 bao ship rồi cả nhà. Còn một em đồng hồ của Đức nha, điện tử Đức. Đó, cảm biến nè cả nhà, nút này nút cảm biến nè, xem được thời tiết nè, nhiệt độ nè. Rồi, còn đây là độ cao nước biển nha. Đó. Leo núi nè. Áp suất không khí nè và la bàn nha cả nhà. Đó, hướng nè, hướng đông nam nè, ES nè, chỉ đến đâu ra hướng nó đó luôn, rất là tiện. Size đo ngang là 49.5 cho 50 cả nhà. Đó. Là có hai báo thức, có bấm giờ thể thao, điểm ngược thể thao, giờ song song luôn. Đó. Rồi, có đèn xanh luôn nè. Rất là đẹp luôn nha cả nhà. 730 bao ship nha. Em còn một con màu cam với con màu xanh, xanh lá nữa nha cả nhà. Đó, 730 bao ship rồi cả nhà. Đây, em còn vài con đồng hồ Casio G-Shock nha. Đó, chỉ có năm cái gì? Sale cả nhà 450 bao ship nha, sale vốn luôn nha cả nhà. Đó, mấy con này là sản xuất Nhật hoặc Thái nha, đèn chuông đồ đầy đủ chức năng luôn, sale còn 450 bao ship luôn. Đó, lấy vốn nha cả nhà. Đó, đèn nè, đèn xanh. Đó, đèn chuông con này xanh dương nữa nha. Đó, chỉ có 450, đèn chuông đầy đủ, đèn chuông đầy đủ luôn. Còn vài cái đồng còn vài cái máy cầu râu nha, 170 bao ship nha, mở ra vệ sinh. Cái này em cũng đang xài, em vừa xài vừa bán luôn nha cả nhà, em xài em thấy ok em mới lấy về em bán nha. Nè, tích hợp sạc luôn, cắm sạc đó. Đó, rất là tiện, bỏ túi, nồi đồng cối đá nha, sản xuất những năm sản xuất năm 22 nè cả nhà. Đó, mình lấy ra mình rửa, cái này lấy ra vừa rửa chọi nước, còn cái này có cái chổi để mình quét luôn, vệ sinh, hai lưỡi dao tự mài luôn nha cả nhà. Đó, 170 bao ship nguyên hộp luôn này, hộp nó đây cả nhà, nguyên hộp luôn, còn nguyên siêu nha, chưa sử dụng nha cả nhà, 170 bao ship nguyên hộp vậy nha. Đó. Rồi, em vẫn còn bán dây nha, anh em nào dây ví dụ dây 20 này đi, em bán bộ về 280 bao ship nha. Nè, khóa bướm xịn sò nha, thép đúc nha, có đầu bằng và đầu ôm nha cả nhà, có chốt dây luôn, 280 bao ship nha. Con đó là đề mi vàng, con này full vàng luôn, cũng 280 nha.
Đó, nhuộm vàng toàn thân thép đúc luôn, có đầy mi luôn, rất là đẹp, khóa bướm nha. Đó, có đầu ôm, đầu bằng luôn. Còn đây là dây 20 nè cả nhà, loại xịn nhất bên em là 330 bao ship nha, cực kỳ ôm luôn. Đó, 330 bao ship nha. Rồi thôi, em xin hết nha cả nhà. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha.